Rồi, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình ghé cầu Dầm Cống Đồng Tháp nha, cầu Dầm Cống Đồng Tháp. Cập nhật là cái vườn Mùi Kiên. Cái vườn Mùi Kiên 200 gốc nha. Mấy bạn thấy nè. Trái nè. Hổm là mình qua là một cây này là hơn 70 trái. Ở xa kia mình kêu cắt trái rồi. Đó, bắt đầu trái hôm nay nó mới phì lên, nó lớn lên. Nhưng mà hiện tại là cây đang đi đọt rất là mạnh. Cây đi đọt rất là mạnh. Cái giống này là cái giống ghi sáu, cái giống này là giống Mùi Kiên và cái giống ghi sáu thì trái nó còn ở lên trên cây nha, còn cái giống măng thon là trái nó xuống đất hết rồi. Còn nhìn trái nè, không, hiện tại đọt đang lấy và trái đang lấy, trái vẫn lớn bình thường, vẫn xanh bình thường, do chế độ dinh dưỡng mình đủ, mình có tưới gốc nè, mình có xịt vô trái nè, mình có bón NPK nè nha, đó thì trái vẫn xanh bình thường. Và đặc biệt là cái bản tính của Mùi Kiên á, nó vừa nuôi cây nó vừa nuôi trái chứ không phải là nó bỏ trái như là măng thon nha, nên trái nó còn trên cây. Đó, hiện tại đọt ca rất là mạnh mà trái như thế này thì mình hứa với mấy bạn luôn 30 ngày sau mình là xuống mình cập nhật lại cái vườn này nha, sau khi mà lá lộ lại dinh dưỡng chuyển lại cho trái thì mấy bạn sẽ thấy trái nó tròn như thế nào. Vườn này hổm nó giật trái dữ lắm này, mấy bạn nhìn nè, giờ này 5 giờ mấy rồi nè. Nè. Mỗi đọt mỗi nách là có lá, có cái đọt ra hết đó, thì bao nhiêu đọt đây, bao nhiêu nách đây, bao nhiêu lá đây, lấy bao nhiêu dinh dưỡng cây trong mình thì tính lên ha. Rồi đó, rồi trái lấy nữa nhưng mà trái mình nó vẫn xanh, nó trái mình nó vẫn xanh đó, mặc dù là trái nó bị hơi giật chút xíu ha. Rồi sau mình sẽ tưới sâu dưỡng trái, mình sửa trái, mình phun xịt vô trái cho lá lụa lại, rồi mình sẽ cập nhật cái trái sau khi hoàn thiện cơ đọt trong giai đoạn mang trái, rồi dinh dưỡng tập trung lại cho trái là trái nó sẽ đẹp như thế nào cho bạn coi. Cái chỗ này nè, bộ hổm là mình xuống á là đậu mười mấy trái nó tròn như thế này hết. Mình kêu anh lặt, anh không lặt, mà đứng ngay chân đây mình lặt cho anh coi luôn, rồi mình kêu để ý chỗ này cho mình là sau này mình xuống cập nhật lại trái nó như thế nào. Mình thấy nè, sau khi mình lặt nè, mình vừa lại 6 trái nè, nó bắt đầu nó mới tròn được chứ. 12 trái mấy bạn thấy mới 6 trái mà nó mới có 2 ký à, ký mấy 2 ký à, nó đã như thế này rồi. Sau này nó lên 2,5 ký 3 ký thì mấy bạn gắn chỗ nào mà mấy bạn phải tiễn hết như thế này, đau lòng nhưng mà phải cắt bỏ nó mới tròn được, nó phải đúng nha. Đó các bạn thấy nha, bắt đầu đọt lụa lại nè, nó chế bên dinh dưỡng ngược lại đẩy vào trái thì các bạn sẽ thấy trái nó đẹp như thế nào ha. Những trái này mình cam đoan các bạn luôn, sinh hóa nó sẽ rất là chọn. Hiện tại là đang bị đọt lấy nha, xong đọt nó trả lại, đọt lấy nhiều thì nó sẽ trả lại bao nhiêu, trả lại nó dỗ vô trái, trái nó sẽ tròn liền. Đó, hơi tối ba con chỉ có thông cảm tại vì ba giờ mấy mình mới xuất phát cửa hàng mình đi, rồi mình ghé một vườn ở Ba Mít nữa, có nghiệp hai vợ chồng ảnh ra chỉ, ta cũng chỉ hết mình rồi, thất bại rồi mới chạy lên tới cửa hàng mình, nói miết phải qua tới cửa hàng coi giùm ảnh, qua tới vườn coi giùm ảnh, rồi xong xử lý cho ảnh, rồi mình mới xuống đây nó hơi trễ đó, ha. Rồi mình để đây, hiện tại là trái nó cũng đủ học hết nhưng mà nó hơi lép tại vì do nó dinh dưỡng nó không đủ để gì học, do đọt đi lấy dinh dưỡng rất là mạnh nha. Rồi xong lụa đọt lại mình sẽ cập nhật cho nha bạn coi, nó có rất là nhiều cái hay trong đây nha. Mình tính dinh dưỡng á, mình tính dinh dưỡng cho cây trồng của mình, rồi tính dinh dưỡng cho đọt lấy, rồi xong đọt nó trả lại nha, rồi trái nó về đâu, rồi dinh dưỡng nó như thế nào vô trái nữa, nó rất là vui, rất là thú vị trong cái chuyện này nha. Trái rất là dưỡng rồi nha. Nào, nhìn cây bên kia nè, đó trái ha. Nè. Chỗ này không ướt nè, hay lắm, biết động dở nè ha, chỗ này không ướt thì rễ mình ngâu này hết, nhưng mà chỗ này không ướt là một phần rễ này nó bị mất dinh dưỡng rất là nhiều rồi nè. Ba trái này nè, bỏ trái này cho mình đi ha, nè đó, chừa lại ba trái này thôi, sau này ba trái này mình sẽ cập nhật lại cái bờ này, đi riêng bờ này thôi, mình muốn cập nhật lại riêng cái bờ này thôi, nó tròn như thế nào cho mấy bạn coi. Mùi Xin kia nó dễ đậu ha, nó đậu kinh khủng lắm đó. Rồi sau khi cái đọt nó trả dinh dưỡng rồi, để từng đọt hết nó cho xử lý rồi, đọt cả tới đầu mở tới đó hết rồi à. Những trái này nó tròn lắm, tròn chú vườn sợ trái không lớn, kêu mình qua coi thử cái trái lớn không thì mình cam đoan luôn với Mùi Xin kia, nếu mà với mình làm á trái ít nhất cũng phải là từ 2,5 ký tới 3 ký nha, 2,5 ký tới 3 ký, các bạn cứ yên tâm về chế độ dinh dưỡng của mình ha. Đó. Đây mình làm Mùi Xin kia này cũng nhiều rồi. Đó.
tới mình sẽ cập nhật những cái vườn trên kia gần bán cho mọi người. Trái là hơn 2 ký mấy, 3 ký, có những trái trên 3 ký rưỡi luôn. Trái đậu đẹp lắm. Đây các bạn nhìn nè. Đó. Hơi tối nha, bà con chỉ có thông cảm. Mình chỉnh hết cái độ sáng trong điện thoại mình luôn. Đó. Nè, trái rất là đẹp. Đó. Như thế này, hiện tại như thế này, nhưng mà sau khi đọt lũa vàng là trái sẽ đẹp hơn. Mình cố gắng mình đi sớm xíu là mình lên cái video này đẹp hơn nữa. Đó, nhưng mà như vậy thì bà con cũng cảm nhận được rồi. Đó. Rồi ok ha. Đó, khu vực này thôi, nó sẽ cập nhật khu vực này. Vì vườn này chỗ nào nó cũng đậu vậy thôi. Đó, nhìn trái nè. Rồi ok, thành công rồi ha. Hổm là vườn này rụng á, là chủ vườn không dám ra vườn luôn. Đó. Đó, mình vẫn chạy xuống, mình khắc phục chủ vườn đàng hoàng, phun lại đậu lại hết. Nha, giờ hiện tại là gật là dư trái. Rồi bây giờ mình lo thêm cái nước cuối nữa, là trái nó phải tròn, nó phải bự, mới lấy tiền được. Trái phải tròn, phải bự mới lấy tiền được. Thì chỉ khổ lắm mấy bạn. Đó. Lấy tiền khách hàng mà để khách hàng hài lòng nữa, nó khổ lắm. Nha. Đó. Rồi ok. Trái khiếp thiệt. Trái khiếp không? Rồi.